các bạn đã đến với kênh bác tô và bình thường nếu như mình chào các bạn thì mình sẽ quay cái mặt mình lại nhưng mà hôm nay thì cái lưng mình nó có giá trị hơn nó nặng quá các bạn cho nên là mình quay lưng lại để cho các bạn thấy mình rõ hơn được rồi thì uh, hiện tại mình đang có trên lưng đó chính là cây yoru người ta làm review thì người ta nói, nó hay nói là trên tay nhưng mà mình hôm nay là trên lưng đó cái yoru này nó có sự đặc biệt so với những tựa game khác đó chính là nó có ba chiêu các bạn cũng đã thấy không cây yoru là Z, x và c À, hầu hết những tựa game khác cái yoru nó chỉ có ba chiêu Ủa có hai chiêu thôi đó là ít và z còn trong đây nó có ba chiêu là zxc z, chiêu z thì chỉ cần một điểm kiếm là mình có được rồi đây còn chiêu X thì 300 điểm kiếm và chiêu C thì nó để chấm hỏi Mình không biết là chiêu C là một chiêu như thế nào Mình dự đoán đây là một cái chiêu mà của dạng thức tỉnh Đó thì mình thì không biết là nói có đúng không này Mong là các bạn có gì nếu mà mình sai á, thì các bạn hãy commenter nói cho mình biết ha, Để cái gì mình chỉnh sửa lại Thế mình nghĩ đây là dạng thức tỉnh hay là một dạng nâng cấp gì đó Để mình lên được cây Yoru này ha rồi thì bây giờ mình sẽ xem xem là cái Yoru này thì nó có xứng đáng hay không Hiện tại thì mình đang không có cộng vào điểm kiếm à, Cũng như là melee mình reset rồi Để xem là bao nhiêu đam nha à, 5 5,4 đam Còn nếu mà đấm thường này là nhiêu đam 5,2 đam Ôi trời ơi gì cái Yoru gì đam thì không có hơn đánh thường tí nào hết vậy Ủa gì vậy là chả lẽ cái này là cho đẹp à Đam gì có 5,4 vậy sao mà ngon được ừ, Đáng lẽ là nó phải gấp đôi đam chứ thì chắc là trong tương lai thì nếu mà điểm cộng thì sẽ hơn á, mình thì không biết nữa. Thì à, được rồi, mình sẽ mình đang có là 93. Um, 93 điểm kiếm thì mình sẽ cộng hết vào điểm kiếm luôn. Đó để mình à, lát nữa sau mình sẽ cộng máu ha. Còn hiện tại thì cứ full dam mà làm thôi, để coi là bây giờ có Yoru rồi thì mình làm nhiệm vụ nhanh đó cỡ nào nha. À, mình chưa có đủ 300 cho nên là có lẽ là hơi bị Phí ha. Có như nhiều game thì á, mua cái ru cái là vô là 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 là, là, là xài được hết chiêu luôn. Tại vì á nó dễ lên cấp, nó nhanh. Còn game này lên cấp chậm cho thành ra là bây giờ á, cái Yoru của mình chưa có sử dụng hết được chiêu. Bây giờ đấm là được 42 đam. Ủa, quánh là 42 đam đúng không? Được cái là nó có chiêu so với cái milli thì milli không có chiêu. mươi 175 đam. 175 đam là to đó. Để coi chiêu thì không có thấy được cái thời gian hồi chiêu. Cho nên mình không biết bao giờ chiêu nó hồi vậy các bạn. Ồ... Oh. À, các bạn nhìn thấy hiện tại mình đang có cái x2 đúng không các bạn à, Các bạn thấy mình cái chữ x2 Đó chính là x2 kinh nghiệm Mình cũng mua luôn cái x2 kinh nghiệm Thì tổng thiệt hại của mình là 1.500 robot à, Yoru là 1 và x2 kinh nghiệm là 500 Đây mình sẽ đứng đây mình quánh theo cái đường thẳng rồi Ôi dồi ôi Đúng là Yoru rồi Đây chính là cái Yoru rồi các bạn Đó thấy chưa à, Quan trọng đó là mình phải tận dụng được nó xịn 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 các bạn đây mình chỉ có chỉ có cộng sơ sơ vậy thôi là 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 là, đây mình sẽ làm nhiệm vụ lại đã đứng đứng theo một cái đường thẳng đúng không đấy này giống như là học toán vậy các bạn cái lại đây cái mình đánh ở đây à, sau đó thì quay lại đây chờ chiêu hồi vậy các bạn chắc là chờ chiêu hồi đó giờ chắc là chiêu hồi rồi em trời ơi hoàn thành nhiệm vụ đơn giản thiệt luôn á bây giờ cái y như vậy thì lên cấp nó cực kỳ nhanh luôn ban đầu là mình còn chơi uh, đam đánh tay uh, hơi bị nhỏ đồ các kiểu bây giờ là mới phát hiện ra là chiêu mới là cái cái điểm nhấn của cây yoru này các bạn chứ đâu phải là đam đánh tay sẽ là điểm nhấn đâu mình sẽ chơi mình phải chơi chiêu đúng không các bạn ở đây thì uh, đầu mình sẽ thử cái này coi chờ hồi lâu quá rồi qua đây qua đây thì mình sẽ đánh luôn con này luôn cho nó nhanh Thấy không rồi vậy là hoàn thành nhiệm vụ quá là dễ dàng luôn Thì hiện tại mình cũng không cần phải cộng thêm điểm kiếm đâu Mà mình sẽ chờ lên level 60 coi là chiêu thức nó như thế nào là mình cộng sau ha Rồi như vậy thì bây giờ mình sẽ cài lên level 60 ha Các bạn thấy cái Yoru mà nó xịn sò chưa Bây giờ mình sẽ cài luôn là mát max Mát hai chiêu của nó luôn trong video này rồi được rồi thì bây giờ mình đã lên level 61 rồi các bạn uh thì trong cái quá trình mà mình chơi thì mình mới để ý nè tới cái này có cái ống thời gian hồi chiêu á các bạn nhưng mà do nó trùng với cái màu đất nên nãy giờ nó tối quá mình không để ý bây giờ thì mình mới thấy là đây đã có ống thời gian hồi chiêu đàng hoàng nãy ban đầu nói vậy là sai đúng không nói oan cho cái game hà rồi bây giờ level 61 mươi là sáu rồi mình sẽ nhận cái nhiệm vụ 60 ha và ở đây thì mình cộng hiện tại thì mình đang cộng vẫn full vào điểm kiếm thôi, mình chưa có cộng máu Tại vì ở đây thì mình đánh con phát là xong con quái rồi Cho nên là cũng không cần phải cộng vào máu làm gì đúng không? Đấy, thì cứ như vậy mình cứ làm thôi Chỉ là lát là tới con boss bất ghi thì không biết như thế nào nha Ui, bây giờ những con quái đánh cũng đau quá chứ Nhưng mà mình mong là lát thì có thêm cái chiêu ít á Chiêu ít này nó đánh ra một cái đường thẳng nó đường... luôn chờ nó giống cái này nè không các bạn thấy không? làm dụ nó khỏe không thì như vậy thì mình sẽ tiến hành cày lên đến level 100 để đánh với boss ghi á trong quá trình này chắc là mình sẽ cộng thêm một tí máu cho nó chứ nếu mà không cộng máu thì cảm giác là hơi bị khó chơi đó các bạn đâu rồi cộng vô tiếp đam kiếm luôn tí nữa thì mình sẽ cộng thêm máu chứ mình cảm thấy là nãy nè mình quánh con quái ở đây nè nó nó bị mất máu cũng hơi bị nhiều không à nhưng mà khi mà mình đánh nó hai phát chết thì đâu có sợ nữa đâu tại bây giờ đam mình chưa đủ thôi nên là mình vẫn full đam đó full đam cái tới hồi cái boss bất ghi đánh boss bất ghi không nổi đi mà mình không biết là boss bất ghi này nó nó có nói né đẹp đòn kiếm hay không nếu mà nói né đòn kiếm thì ghê quá à trong game này mình thấy cái inventory này nó không đựng được trái quậy ủa nó không đựng được kiếm nó khá là ổn các bạn muốn lấy kiếm thì chắc là phải về nhà rồi cho nên là mình định review cái katana ở đây nhưng mà về nhà lấy thì cực quá nữa. thôi nghỉ luôn đúng không mình chưa có game bắt thuyền nhưng là trong tương lai chắc là phải mua game bắt thuyền luôn rồi thì bây giờ mình sắp lên level 100 rồi các bạn khi mà lên level 100 thì chắc là mình sẽ đủ điểm để uh, cộng là giàu có cái 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 300 điểm nè để mình, uh, mình 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 uh, ủa Ôi còn thiếu hai điểm kìa tính là đủ 300 điểm thì mình sẽ 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 sẽ, sẽ review luôn cái chiêu cái chiêu của cái 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 Yoru ha nhưng mà bây giờ không đủ điểm như thế này không biết mình đánh nổi con boss Boss ghi không ha. Thế từ xa mình sẽ cấu rỉa nó đi các bạn. Tưởng đâu xa lắm, ai ngờ phải phải lại gần hơn tí nữa. Rồi, bây giờ mình xích lại đây nè. Chứ nếu mình nghĩ mình đánh trực diện chắc đánh không lại đâu. À, chờ hồi chiêu thôi, chờ hồi chiêu để mình đánh tiếp. Ui ui, 50 đam Rồi rồi xong là một chiêu nữa Đó lên level liền Bây giờ mình có hai chiêu Thì à, như vậy thì à, mình cảm thấy là mình cũng không cần còn máu nữa các bạn Chỉ cần y vậy thôi Đó y vậy là mình đã có được à, đủ đam để mình tiêu diệt boss bớt ghi rồi ha à, Cái con boss 17 000 kinh nghiệm đánh công nhận đã thiệt Chứ làm mấy con quái kia vừa lâu mà lại còn à, à, ít kinh nghiệm đó Rồi bây giờ mình sẽ thêm thử, thử chú ít Ui Ổn quá, hụt mất cái chiêu ít rồi Chiêu ít nó đánh gần quá các bạn Mình nghĩ là chiêu ít nó đã... Nói chung là rút kinh nghiệm Rút kinh nghiệm để lần sau mình lại mình đánh gần hơn Cái việc mà mình bị con boss đánh chết cũng không sao đâu các bạn Chạy vào đây hồi sinh ra cái mình lại tiếp thôi Không cần phải cộng máu Mình để đam như vậy để mình farm cho nó nhanh nè nó Vậy từ xa thì mình sẽ tấn công nó bằng chiêu Z Sau đó thì mình lại mình chiêu ít luôn Hãy à, Sát bên luôn cho nó nhanh Đây nè Ui Ui trời ơi Chết tôi trời ơi Cứ tưởng đâu là chiêu đánh vậy Xa lắm cơ Ai ngờ chiêu gì kỳ ấy Đây tôi phải thử cái chiêu ở ngoài đây coi Cho các bạn xem luôn Chứ lại tôi biết cái tầm chiêu như thế nào Ủa sao chưa đánh được Ủa À nó đánh rồi kìa Nó đánh nó có khúc vậy á mà chiêu nó bị delay như thế nào á chắc là ban đầu mình vừa hồi sinh xong thì mình chưa có đánh chiêu được liền đâu bây giờ mình sẽ lại gần mình đánh chiêu ít trước đi cho nó dễ ha chứ không nó 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 nó, nó bị lỗi lỗi nữa ồ hình như chiêu ít này mình phải giữ lại mình phải giữ lại thì nó mới đánh được nhiều thì phải ôi vẫn uh, tôi vẫn bị gặp rắc rối ở cái chiêu ít này nha đây tôi phải lại đây tôi lại sát bên con bó tôi đánh thử coi Ôi, cái này đã mạnh rồi các bạn, không cần phải xài chiêu kia luôn, chỉ cần một chiêu ít là mình tiêu diệt được con boss rồi. Trời ơi, như vậy thì cứ tiếp tục mà cộng đam thôi các bạn, qua đến đảo khác để gặp boss cái tôi cứ tôi cứ cộng đam vào tôi đánh thôi. Đó thì uh, còn cái chiêu C á, thì hiện tại mình chưa biết là như thế nào để mình mở ra, có lẽ là mình uh, phải thức tỉnh đó hay cái gì á còn uh, nếu mà nếu mà mình nghĩ là thức tỉnh là sai thì các bạn commenter lại cho mình biết á uh, nhiều khi là mình phải mua thêm cái game pass để mình mở ra nữa không chừng ôi trời ơi tại sao tôi lại nghĩ xấu cái trò chơi như vậy tôi hư quá các bạn không không có chuyện như vậy <laughs> thì uh, mình nghĩ là level ở đây chắc là đánh đó level uh, 200 nha các bạn 200 mình qua được đảo hai quân còn không biết là còn cái level nào nữa để mình đổi đảo hay không chắc là mình đánh đến khi nào mà mình cảm thấy là làm một cái nhiệm vụ mà nó không lên nổi một cấp á uh thì mình sẽ đi đổi đảo và mình mong là làm cái nhiệm vụ thì đánh boss đó, chứ đánh quái thì lười quá các bạn đây thấy không đánh boss thì cần như thế này thôi đâu có khó gì đâu chưa xài hết được cái chiêu ít của cây yoru là đã, đã tiêu diệt được con boss rồi quá là dễ dàng ban đầu là mình còn lo nha mình còn lo lắng là đánh con boss bất ghi này á thì mình nó 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 sẽ kháng được cái yoru của mình ai ngờ trong đây thì hình như là kiếm nào thì cũng đánh được boss con boss bất ghi các bạn kiểu như trong đây nó không có làm trái chớp chớp hay sao á nên là ấy chứ nếu mà có làm trái chớp chớp thì 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 thì, thì mình phải đánh không trúng nếu mình dùng kiếm đánh không trúng mà không nhiều khi người ta muốn làm cho dễ chơi ấy chứ cái game này nếu mà làm phức tạp quá về vấn đề trái chớp chớp thì cài đến đây cũng cực tại các bạn biết sao không? ở bên kia là đã không có bán kiếm để mình khởi đầu rồi đúng không qua đến đây bạn bỏ 30.000 mươi ngàn để bạn mua một thanh kiếm đây nhưng mà nếu mà thanh kiếm này bạn không đánh được con boss bất ghi á thành ra bạn sẽ sử dụng cái mili mà mili này các bạn cũng biết là đam thì nó cũng không có nói chung là đam thì cũng được á nhưng mà nó không có chiêu. Các bạn nhìn nãy giờ các bạn thấy không khi mà mình chơi trong đây thì chiêu rõ ràng là nó hơn đam đánh thường rất là nhiều. Nó xịn sò hơn đánh từ xa được hoặc là mang khống chế giống như ít của Yoru như thế này. Đó. Boss làm được gì? Quá là dễ dàng để cày luôn đúng không? Được rồi, thì uh, có lẽ là mình review cái Yoru đến đây thì thôi ha Đây thì chiêu, uh, cho các bạn xem lại nè Chiêu uh, Z Chiêu Z và chiêu X ha rồi Mình sẽ cộng đam lên thử coi bây giờ chiêu Z thì gây được bao nhiêu đam rồi 81 điểm nữa, trời Tôi cứ đóng full đam mà tôi chơi thôi uh, Cái này là nó <laughs> Đây, chiêu này bây giờ gây được một hit là 400 mấy đam đúng không? Mình không thấy rõ Đây mình phải thử lên con quái mới được Chứ thử lên con boss thì không thấy rõ 401 đam, 410 đam 410 là vượt qua cái đam tay rồi các bạn Vượt qua nhiều luôn Cái đam tay để có bao nhiêu nè 160 Đó 160 mà cái đam chiều nó lên tới 400 mấy là gấp mấy lần luôn rồi Rồi thì à, bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây Các bạn cảm thấy sao về video này Hãy để lại bình luận bên dưới Và mọi khi nông đóng góp của các bạn là sự thành công bên trong tương lai Xin cảm ơn, gặp lại, bye bye anh em nha